trời rất là nắng mọi người ạ. Và đây các cháu nhỏ đây vẫn vẫn có thể là cố bộ được này. Đây là gốc cây là đây. Một chỗ nghỉ chân rất là tuyệt vời nhá. À mà cái cây này là cây gì ấy nhỉ em nhỉ? Cây này là cây bồ đề. À. Thế là Thành tạo luôn một cái đường đồi đây cho nhỉ, đúng không? Rất là đẹp luôn. Mát thật. Rất mát. Đấy và phía trước mặt kia là một cái đoàn khách khác, họ cũng đang tiếp tục cuộc hành trình như mọi người. Mình giới thiệu cho cả nhà đây một cái bếp anh em nó làm bằng đá này. Và đây là đang nướng bánh mì và nướng thịt cho mọi người nhé. Mình thấy mùi thịt rất là thơm, rất là tuyệt vời. Đây là con ốc nhá. Chơi ăn ngon lắm rồi. Và chất lượng đúng không? Con dập đi, con lấy nước con dập đi bố. Cầm nước. Cầm nước đầu vào. Con này. Đưa vợ đi con này. Nào bếp trưởng phát biểu cảm tưởng. Không có gì chê được. Không thể chê được đúng không? Quá ngon luôn. Đây là giáo sư Tung Tăng đi bắt về còn chưa được thưởng thức nhé. Ốc tươi, ốc vừa bắt xong tươi này còn nướng nóng ăn luôn này, đúng là không có gì bằng. Quá tuyệt vời. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của giáo sư Tung Tăng. Hiện tại mình đang ở cái sân của bãi đỗ xe để vào khu vực chùa Ngọa Vân thuộc thị xã Đông Triều. Và bây giờ mình sẽ mời mọi người đi trải nghiệm cùng với mình. Đây ở ngay khu vực cổng vào thì mình thấy người ta cũng trang trí một cái con đường có rất nhiều các cái đèn lồng này mọi người. Đèn lồng rất đẹp luôn. Và đoàn của mình bây giờ là sẽ có một buổi đi cắm trại picnic và các hoạt động đi bắt cua, bắt cá, bắt ốc. Đây là đoàn của mình khoảng tầm hơn 20 người mọi người. Và có đây ở đây có một trưởng bản nhá, chuyên sẽ dẫn đoàn. Đây trưởng bản đây mọi người này. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình dẫn đoàn và là làm hướng dẫn viên cho anh em đến với du lịch Ngọa Vân qua kênh YouTube của giáo sư Tung Tăng nhá. Anh em nào mà quan tâm mà thích trải nghiệm thì cứ liên hệ với giáo sư Tung Tăng thì sẽ được có những cái trải nghiệm rất là thú vị. Bây giờ là hiện tại trời cũng đang rất là nắng mọi người ạ. Hôm nay là để mang những cái đồ vật đi là cũng tương đối vất vả. Ở cái khu vực này mình thấy có một số các cái nhà hàng đặt một cái tên cũng theo như thời bao cấp là cửa hàng mậu dịch. Đây bạn cũng có các cái thực đơn. Cũng có nhiều món ăn lắm mọi người. Và cái ở cái phía bên tay trái thì mình quan sát thấy là có nhà ga cáp treo. Đấy, nhà ga cáp treo và có cáp treo đang đi lên, đang chuyển động lên xuống mọi người. Rất cao kìa, mình thấy cao lắm. Đấy, cáp treo đây thì hoạt động liên tục rất nhiều. Đây, các cái cabin cáp treo vẫn đang hoạt động liên tục chở khách để chở tàu khách lên trên am Ngọa Vân. Đây mình thấy cái nhà điều hành, cái nhà ga này. Các cáp treo hoạt động liên tục đây.
Đấy, đoạn đường này đang bắt đầu lên dốc đây mọi người ạ. Trời cũng rất là nắng. Đây mình để review cho mọi người là cái cảnh hoạt động của cáp treo đây mọi người. Mình thấy độ dốc cũng rất là lớn. Và ở đây là vẫn là rừng nguyên sinh chủ yếu mọi người ạ. Sau khoảng tầm 15 phút thì đoàn người mình gặp một cái cây rất là to ngay ở giữa đường này mọi người này. Cây, đấy, và thôi mọi người sẽ quyết định là tạm thời là nghỉ ở đây một lúc đã, sau đó là sẽ tiếp tục của hành trình. Đấy. Ở đây khu vực này mình thấy có một con suối chạy dọc theo con đường này mọi người. Nhưng mà vì cái mùa này là nó cũng ít mưa, đâm ra là cũng con suối nó cũng cạn, cũng hơi bị cạn nước. Đấy. Đấy, mọi người quyết định nghỉ ngơi đây khoảng tầm 15-20 phút, sau đó sẽ tiếp tục hành trình. Mình review cho mọi người cái cảnh các cái cáp treo đang di chuyển đấy, lên trên Am Họa Vân này. Một cái cảnh cũng ở đây đoạn này như một cái thung lũng, rất là cảnh rất là chill mọi người. Trời nắng quá, hiện tại trời đang rất là nắng. Đấy, và đoàn của mình vẫn đang tiếp tục di chuyển đến cái chỗ để cắm trại picnic. Và khu vực chỗ của suối này mình thấy có rất nhiều nhóm đi picnic nha mọi người. Rất là đông. Mỗi chiếc cái là cái suối vào cái mùa này nó hiện tại chưa có mưa nhiều nên ra là nó vẫn còn cạn lắm mọi người. Bây giờ mình hãy đi lên phía trên các cái đường bê tông cây nữa. Bậc đá như này mọi người này. Đấy. Rất nhiều các bậc đá. Và vào khu vực này mình thấy nó mát hẳn ra. Chỗ này mình thấy có một nhóm đang nướng đồ. Và mình đi đến khu vực này thấy chỗ này là có 3 đoàn, 4 đoàn, cũng rất là đông các du khách đang tập trung tắm ở đây này mọi người. Chỗ kia mình thấy có một cái hồ nước có nhỏ nhỏ là mọi người có thể tắm được ở đây nhé mọi người. Và phía trước mặt mình thấy còn lại một nhóm đang chế biến đồ nướng. Với cái là các cái suối đây là nó nhỏ quá, nó nước nó ít quá, còn nước quá ít luôn. Anh em đến đây là lâu chưa? À đây. Cái này kể ra nước nó to tí thì không lý nhỉ. Đây mọi người đang chế biến đồ nướng đây. Đây có rất nhiều các nhóm du khách, người ta chọn chỗ nào cũng có nước. Và đến đây là cái điểm tập kết đây mọi người. Đứng ở đây. Đứng ở đây.
tí ba cho xuống. Bình tĩnh tí, bố lên cho xuống. Cứ lưng áo của ơi này. Phải đổ nước đĩa xuống. Hả? À. Đoàn của mình đi đến khu vực này thì mình thấy là cái chỗ nước này là có thể là nhiều nhất có thể thôi mọi người. Mỗi khu vực này đây. Và mình thấy có rất nhiều các cái tảng đá to tự nhiên này. Đấy. Mỗi cái là nó hơi bị cạn. Rất là đông người tụ tập ở cái khu vực này mọi người. Thì cũng mình thấy nó rất là mát. Đông lắm, rất đông. Cũng như là các nhóm mà cũng đều đến khu vực này và đang hồ tập trung ở đây. À, bây giờ trưởng bản dẫn đầu đoàn mình tiếp tục di chuyển. Quyết định đi di chuyển đến một cái vị trí khác. Để xem là chỗ ở vị trí đấy nó có nhiều suối, nó có nhiều nước hay không. Đoàn của mình lại tiếp tục di chuyển. Anh ơi, cầm chỗ nào này? Xe của nhà mình chưa? Anh rất là đông các em nhỏ đây. Đây. Anh nhé. Anh mọi người đang ngồi nghỉ ở đây này. Đấy, rất mát luôn. Đấy. Rất là mát. Người thì cũng mập lên, con chảy mấy. Đoàn là mình tiếp tục hành trình đi lên phía trên. Tiếp tục theo con đường xuyên rừng để đến một cái vị trí mới mọi người. Và ở đây mình thấy là các cái đường đi thì người ta đã lát đá và mình thấy cũng rất là lâu rồi. À, đưa đây cứu trợ. Rồi, tiếp tục di chuyển và có lẽ là đoàn của mình sẽ tập kết ở cái khu vực này. Tại là cái dòng nước cũng rất là nhỏ, nên ra là nhiều người ở phía trên đầu nguồn khi mà tác động mà đi qua thì nước nó sẽ bị đục như này mọi người. Và ở đây mình thấy nó có các cái tảng đá cũng rất to. Đấy, và đến đây là đoàn của mình đang bắt đầu là đắp đập lại để là cho nước nó chảy vào đây. Đây chỗ này mình thấy có một cái vũng nước tương đối to và sau đó là anh em sẽ đắp vào. Nước nó rách chảy. Đây bắt đầu công tác nhóm bếp nhé mọi người. Có bằng lá cây rừng, bằng lá cây rừng khô này. À ở đây có đây. Một cái món ốc suối, ốc núi rất là ngon. Tí nữa anh mình bắt nhỉ? Tí nữa anh em mình sẽ trải nghiệm cái cảnh bắt ốc suối cho mọi người xem nhá. À, tí nữa mình trước mắt là mình đốt bếp đó. À, tí nữa mình sẽ đi bắt ốc suối nhá. Ở đây nghe nói là có nhiều ốc suối lắm. Đúng là suối mà là ốc núi luôn đúng không? Đúng rồi. À, chuẩn luôn. Mọi người khi di chuyển đến đây là cũng đã thấm mệt rồi. Đây, và bây giờ bên bộ phận quân nhu đã bắt đầu
kiếm được củi về rồi kìa. Kiếm mang sau cây cây khô. Đừng lấy xe. Năm đi cúc. Năm đi cúc. Đây, làm luôn em ơi. Khói lửa đã lên. Đây, chuẩn bị là sẽ có đồ nướng và một lát nữa là sẽ có một cái trải nghiệm đi vào ốc núi. Bắt đầu trong lúc chờ đợi đốt củi để lấy than thì mọi người đang bắt đầu mở bia. Ấy, cái tiếng nổ của cái của tre đấy. Đấy, mình mời mọi người uống bia nhé. Bia có đá đàng hoàng. Mời mọi người. À, đã quá mọi người. Trời nắng mà. Sau một chặng đường đi uống hớp bia lạnh vào đã quá. Đấy là rất là tuyệt. Bắt đầu cho thịt vào nướng này. À, nướng hẳn bằng củi tươi luôn nhé mọi người. Đấy. Rất thơm. Đây có lá mắc mật này. Hành khô, lá mắc mật. Lá mắc mật. Hạt dồi. Đây có một con cua suối nhá. Đây đây có con cua suối này. Đây. Đây đâu đâu. Đây đâu. Đâu đâu. Đây đây. Ôi, nó đâu rồi? Đây đây đây, nó đây nó mất rồi. Nó to đá rồi ta. Đây rồi, ơi hai con này. Đấy, hai con cua suối nha mọi người. À đây nhá. Không cho đi vệ sinh. À đây. Từng đứa một đi xong rồi. Cả một đôi. Đó. Cả một đôi luôn, cả một đôi luôn. Đấy, cho ra rượu rồi. Phải nhờ kìa. Nướng. Đấy, đây nhá. Hai con cua này tại sao là mình sẽ thả? Bởi vì là nó có trứng và nó có con nhá. Thế cho nên là anh em sẽ đi ra cầm cho chỗ này phóng sinh nhá, không ăn nó nhá. Đây. Bắt nhá. Đây mọi người nhìn nhá, con cua trứng này. Cua trong nó có con nhá, mình sẽ thả nhá. Đó. Sẽ không bao giờ ăn những con nó có con nhá. Để con sau này còn có cua mà ăn rồi, còn còn sinh sản tí nữa đi bắt ốc, mùa này thì ốc nó không có trứng. Thì tí nữa mình sẽ quay cảnh đi bắt ốc nhá. Đây là các em nhỏ đang chặn dòng lại để lấy nước cho nó nhiều và để tí nó tắm này mọi người này. Lát nữa mình sẽ cùng mọi người trải nghiệm đi bắt ốc. Đi bắt ốc suối. Uống luôn trong ngoan nhá. Anh em đang làm cái cốc để uống bia nhá mọi người nhá. Đây nhá, mình sẽ hướng dẫn cho bạn đây là từ cái lon bia mới tinh nhá. Đầu đưa chia cho anh em bớt đi đã. Ai biết được. Mình quen từ trước giờ cả 2 năm học rồi. Nó học 2 năm rồi, 2 năm 2 tuổi. Đây. Mỗi bên ngoài thì lấy hết luôn. Đấy nhá. Đây là một lon bia mới tinh nhá. Hôm nay mình sẽ dạy anh em cách sinh tồn mà đi vào rừng không cần cốc. Mở đúng bằng cái bật lửa đây đúng không? Đấy. Đấy. Và bây giờ đã xong nhá. Rất là tròn trịa. Tuyệt vời. Đây món thịt nướng rất là xèo xèo ấy mọi người. Thơm lừng rồi. Đấy. Đấy đá đi hết rồi. Này. Hết. Hai thùng đá. Tiếp tục trưởng bản hãy bắt đầu là mở tiếp tục quán lon bia. Mình mời cả nhà uống bia với anh em mình nhá. Mời cả nhà nhá. Ừ, đây, nhà. Ôi, mát quá. Mọi người quay cái chỗ. Đấy, thái độ kìa. Đây chỗ thịt nướng xong này mọi người, rất thơm này. Mày tí, cái chỗ này là không phải là chỗ dùng chân, tí lại đi xuống được quả. Ai mà chẳng chân bẩn. Lấy nước thì. Quay cái có bánh mì nhá. Để lát nữa sẽ kẹp bánh mì vào.
Anh Yên này. Và hai anh em là vừa đi kiếm được một khúc củi rất là lớn mọi người. Thoải mái để nướng gà. Trên này có một cái anh ạ. Có chưa? Một cái đi thôi. Này cái chẩm chéo này em cho. Khúc củi to quá. Em cho tí nước là được. Khúc củi rất là to. À, để muốn uống bia lạnh thì cái dòng suối này rất là mát, mọi người đang ngâm bia xuống đây. Mọi người xuống kia xin thêm chỗ khác. Xuống xin mình lấy ít chanh đi. Ờ, ít chanh là xin cho. Xem có bông tươi củi nào. Cho hai bộ trưởng ngoại giao đi ngoại giao đó. Đây, chúng mình sẽ có một khúc củi. Đấy, mình thấy một đoàn nữa tiếp tục đi lên trải nghiệm, cũng mang bia này, cũng có rất nhiều các em nhỏ. Đây là một chuyến đi trải nghiệm rất là thú vị mọi người ạ. Không ăn đi không nhà ra trước. Bưng lịch. Đấy mẹ bảo này mặc cái xong rồi tí nữa đây ở kia. Tí đưa đi chơi sau. Ra kia ngồi mẹ. Đây cái gì? Cái gì mà ngồi với mẹ? Anh đang ngồi không ấy? Ngồi không có chỗ. Ê, nhìn cái gì mẹ? Cho đây là trong lúc chờ đợi nướng gà là mình sẽ tranh thủ ăn một cái bánh mì trước mọi người. Bánh mì là kèm với thịt nướng và có cả chẩm chéo này mọi người này, có chẩm chéo ớt, chẩm chéo ướt này. Chê à? Em quân số nhá, có mặt thì giơ tay nhá. Dạ to lên. Đưa ăn đi mà không có gì ăn đâu. Đấy, rất là tuyệt vời, cảm ơn. Bố ơi. Này. Đây là một cái bánh mì kẹp thịt này mọi người. Mình mời mọi người nhé, mời cả nhà. Chú cháu mình sẽ đi bắt ốc vì mình thấy nghe nói là ở cái khu vực này nó có rất nhiều ốc. Ôi trời ơi, suýt ngã này mọi người này. Đấy. Thế nào tìm cái kia à? Ốc ở thường thường cái ốc núi nó ở hay ở trên cạn thôi cháu ạ. À sao nào? À. Đây rồi. Ôi kìa. Ôi trời. Đây rồi, đấy. Ui, to thế. Bọn này nó kéo nhau đi ăn áo thuốc rồi, đúng không? Đúng rồi đấy. Ôi trời ơi, to nhỉ. To thế. Tìm xem ở trên góc trên kia có không nào. Ui đây này. Đây, chỗ này ra này. Chắc là các em đang đi ra đi kiếm thức ăn này đúng không? À đang đi kiếm lá này. Đấy, rất là nhiều luôn. Ốc này là chúng nghe nói là người ta ăn ốc là ăn cái lá thuốc mà. Đây này. Đây. Ui. Đây này. Ui. Đang bò đi này. Ơ đang bò. Đấy. Đó thì tóm nó lại. Rất là nhiều. Tiếp tục lại mày nhỉ. Đi tìm tiếp nha. À đi tìm tiếp xem nào. Thì chờ nó ở hay ở trên khô. Vì ông này hay bỏ ăn khô mà. Ok chưa? Đây rồi. Rất là nhiều này. Đấy. Đây nữa này. Đâu chỗ nào? Đây. À đây, trốn đi đâu, chạy đi đâu mà bưởi ơi. Đang sao nào, quay lại con ốc này cho khán giả xem cái miệng mà. Ôi, chuẩn nhá, chuẩn ốc. Ốc thuốc nha, ốc núi đá nha. À lại tiếp tục nào. Đây này. Ôi trời ơi, ngay cho này.
Đây 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 đây. Ui chứng tỏ cái đoạn này xuống rất nhiều ốc nhỉ? Rất là nhiều, đây nữa này. À đây. Cái này nói cho mình phải giấu địa chỉ này nhá. Không thì tí mọi người đi. Đến người ta lại bắt hết ốc ấy, đúng không? Ê, đấy. Đấy rồi, hay chưa? Đấy. Nè, tìm tiếp này. Đấy, tiếp tục đi nào. Đây, mình thấy có đoạn suối này là có vẻ là được bội thu ốc với mọi người ạ. Đây này. Đâu chỗ nào? Đây. Nó trên khô mà. Trên khô rồi. À đây. Đây rồi, mấy chú rồi. Ba em này. Đấy. Đấy. Ui, toàn ốc ngon nha. To tuyệt vời. Đấy. Đấy. Quá chất lượng đúng không? Đấy. Thế này là đi tí nữa là được một bữa đấy, đúng không? Rất nhiều. Ừ. Ừ. Đây anh em mình bắt đầu đến giai con đoạn thứ hai là cho gà vào nướng đấy mọi người ạ. Sau một hồi kiếm cái xe này. Đấy, sau đó là sẽ cho gà vào nướng luôn. Đấy. Đấy và bây giờ là cả đoàn mình đang đợi món gà nướng nha mọi người. Một lát nữa. Đấy, đang đợi món gà nướng. Đây mà trong lúc chờ đợi món gà chín thì anh em mình tiếp tục là ăn món thịt nướng đó mọi người. Đây, món thịt nướng rất là thơm. Đúng chuẩn bị kiểu nướng Tây Bắc luôn nha mọi người. Quá ngon. Tim lòng bè tối bè luộc ăn nó ngon. À đây là lòng bè sau dứa. Bố để cái này bọn mình mang đi cả một thùng đá nhá mọi người nhá. Rất nhiều đá. Nào. Đâu rồi anh em đâu rồi? Anh em mình đâu rồi? 2 3 1 2 3 1. Mời mình mời mọi người nhé. À. Ngon thật. Đấy mình ra di chuyển đi, người ta đi rồi mình đi di chuyển vào. Đấy. Đấy. Xin phép mời mọi người ăn thịt nướng mới chẩm chéo mới lại anh em tôi nhá. Đây là trưởng bản đấy mọi người nhá. Dẫn đầu đoàn của mình đi trải nghiệm đi picnic này. Đấy. Đúng vị luôn. Ừ. Quá ngon. Kinh quá. Trong xin mình trong cái món ốc anh em vừa đi bắt về đây mọi người này, bắt đầu cho lên nướng này. Đấy. Rất là tuyệt vời. Nó nhìn nó sôi. Đấy, đang sôi, miệng ốc đang sôi mọi người. Đây, mình review sát cho mọi người nhá. Đấy, miệng ốc đây. Đấy, vẫn đang sôi này. Sôi sục sục. Rất thơm. Để mang ốc mang món ốc về lên thưởng thức. Cẩn thận rớt bóng luôn người con ốc tím nữa. Quá ngon. Thả đâu được? Thả cho vào giữa này, thả được. Thế rồi. Thả. Thế rồi. Ừ. Cho gọn thịt vào quan trọng gì? Anh cho gọn thịt. Ốc sạch rồi này. Đi chơi ông bắt suối ông ăn mới ngon này. Đi. Ông phải bắt ốc vừa bắt xong nha, tươi rói rói. Ông nào không ăn lười khêu thì đấy cũng còn thấy cứ bụp luôn thì. Đấy nó hở cả ra rồi đấy đúng không? Ui xui ui. Đi đâu? Mày nhát đó. Ui, không phải khêu đâu mà. Quá chất lượng đúng không? Ngon. Chấm 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 chéo chấm chéo. Cảm giác nào em? Ngon không? Ngon. Ngọt chưa? Ông vừa bắt xong ăn nó chả ngọt cả thơm. Đây, ăn ốc ốc núi này. Cẩn thận nó nóng em ạ. Đợi một tí. Đấy đây. Ui giời. Nguội nguội đây, bỏng mồm ấy. Đúng rồi. Ốc chấm chéo. Ốc chấm chấm chéo thế mới hay. Thì các bạn đã thôi. Đây đang ở rừng. Chém luôn. Đấy. Ăn cả đi. Đang ở rừng.
đấy, đấy, đấy. Một đỏ luôn đi, vẫn ngại ngon nữa. À, à, à. Ngọt không em? Không ngọt đâu. Ngọt đấy nhỉ. Cái này để có dụ pha nước chấm nữa thì hết ý. Nóng 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 nóng. Bỏ khuyên của bác đây. Đúng không? Đây này, mình mời cả nhà ăn con ốc núi thuốc nhá. Mình vừa đi mấy anh chú cháu mình vừa bắt xong này. Nhưng mà nó nóng quá mọi người ạ, nó nóng quá. Cảm nghĩ sao bác? Nó ngon, ngon thật. Ngon ngọt. Giòn giòn. Dạ. Ơi. Nóng ạ, nóng. Nóng ạ. Đúng bố đâu. Thích cửa chuồng. Ở nhà mình cứ bắt cờ mẹ chuồng nghe bố con ngủ với nhau. Mật dai vậy. Ngon giòn. Dài chặt đấy. Ai mà vác được. Quá chất lượng. Gà thì chín rồi, đã đo say này rồi. Gãy mất rồi, gãy mất. Gãy mất cái vật chi đấy xong. Ỉu ỉu gà này. Nướng hình như xé mà về. Đâu có khi để một quan thôi. Nướng quan từ tí mà ăn. Ừ, đi nướng con. Mời các bạn nhá. Anh em bảo nướng hết được 3 con em cầm về thôi. Ui. Thịt đã ăn hết đâu. Giòn giòn. Giòn tan, ngon, ngọt ngọt. Này bó không bác đi bắt đúng không? Đúng rồi. Yeah. Bạn nhá, mình là pịa bé bỏng đây. Hôm nay mình giới thiệu các bạn món ốc núi chấm chấm chéo. Chấm chấm chéo. Ốc núi chấm chấm chéo. Ngon. Mẹ mi món thịt gà nướng rất là ngon nha mọi người ạ. Da rất là giòn. Cực kỳ ngon luôn. Xin phép mời bà con nhá. Mình là mình là 14 đúng không? Mình là dân 14. Anh nhà quê 14. Quá ngon. Quả đôi gà là thoải mái chín rồi, quá chín rồi đúng không? Chứ bên này ngồi xuống mà chơi. Anh em bên này người ta dẫn đi nhưng mình biết gì. Cái gì? Bỏ đi, bỏ đi. Ngồi xuống không thì ngồi xuống hẳn thế kia kìa. Đến đây mình cũng xin phép dừng video tại đây. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Mọi người hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để kênh Giáo sư Trung Tăng của mình ngày càng thêm phát triển. Xin chào mọi người.